sơn sập gỗ anh nữa. Đi nghe tôi nhắc đây trời. Đấy, này vất vả quá chú. Có vất vả đi cái này em. Một người điếm cửa đâu? Bị bán nặng. Tao đi, bà lấy tính tao cho. Dạ. Rất mạnh nhá. Rất mạnh nhá. Nó được rồi được ạ. Dạ. Qua đây này con. Được rồi, được rồi. Ôi, con ai nó đổ cái cây. Nó đổ rồi. Coi trước cạch, coi vô cạch, coi vô cạch. Vô rồi cho coi cái đeo rồi đó. Mà đi em vào thành bò biển. Một tầng nữa lên. Bò lên. Kéo luôn cái kia luôn. Hàng rồi. Ơi từ. Ơi. Hàng sơn rồi đấy. Ra đây này, em đi chứ. Đúng rồi, xuống cấp đây. Xuống cấp cấp. Đúng rồi. Nâng cao lên tín được không? Cua được. Đúng rồi. Hết rồi. Hết cần rồi. Cua thì cần ra được không anh? Cua cần ra được không? Cua không được. Cua là đập cái này vào đây. Thả dây đây ơi, thả dây xuống đây. Đây là dây thì để im rồi. Cho sát kia rồi, bạn ơi. Để cho nó sát đâu. Kiếm mấy tập bìa nó cho bên kia nữa rồi. Đó, được chưa? Đó lên em một người, đó lên khóa bên. Để sát được không? Không cần sát đâu, nó cho hai miếng. Đó có mỏng môi đâu, lấy miếng thuốc nữa. Rồi, thuốc. Lấy miếng hút bỏ vô. Trên bàn được bao giờ treo được ăn. Con khỏi muốn kiểu xem rồi lấy ra đây. Đây là tấm mặt bàn ngày thứ 3 trong ngày nha cả nhà. Tới giờ này là anh em sơn sập gỗ vẫn chưa ăn uống gì luôn và vẫn đang đi phục vụ khách hàng. Giao cho xong rồi mới có tâm trí ăn uống cả nhà. Đây là cái mặt bàn bằng gỗ lim vàng, dài 3 mét nha cả nhà. Đó, cái phần này thì cũng có phần nhẹ nhàng hơn. Ok, cảm ơn Sam. Một phát ăn ngay. Đó, lên một cái mặt bàn dài 3 mét dài 1 mét. Ui dạ. Đây, út rồi miếng nước mặt. Trời, hỏi tôi không? Cái này để cho nó đi xử lý lại thôi. Xử lý rồi. Bây giờ quay lại không quay được đâu. Xử lý lại nó màu nó đi rồi. Mặt bàn đi vàng. Tối hôm qua em xử lý cái xong. Cái này nó chấm chứ không chấm. Chấm đã. Thì có xảy ra một cái sự cố là nó bị va chạm nhẹ thì nó sẽ bị trầy một chút xíu. Nhưng mà anh em sơn sập gỗ sẽ khắc phục hậu quả cho khách hàng nha. Nên là cả nhà mình yên tâm. Bên này cũng bị. Để chỉnh lại. Dạ. Nó chưa vô khớp. Để em sang em dặn lại cái màu đây là được, nó chín màu đi rồi nó mất rồi.
trong làm ngày nay làm cái này là tí hơn về em lấy được. Thấy có tài kỳ quá. Thấy có tài kỳ quá, người ta vô tôi quở. Không tí sắp cái là màu này là xong rồi. Sơn sập gỗ nữa. Sơn sập gỗ. Dạ, đó. Sơn sập gỗ là thế rồi. Đấy. Này vất vả quá chứ. Quá vất vả cái này một người yếu cỡ đâu thì bạn nào đi về thì sao cho dạ. Chú các bạn nhá, nó nói được rồi ạ. Chú biết tính biết tính à. Nhưng mà nếu mà như anh em có đi là vất vả chính gì chính lại dùng đi rồi xong rồi ta biết lấy cái này ta đưa cho được hiểu không đưa cái đây cho mày đưa chỉnh đi chú chỉnh cái chân chú biết chỉnh đi cỡ cho đó sẵn hẳn quá à từ hai con hai con từ hai con để tôi một mình tôi thử được không? Chị ăn luôn đi. Hỏi khỏi một mình tôi thử được không? Alo. Rồi. Alo. Alo. Dạ. Dạ. À, dạ dạ. Sao đang bận tí? À, một mình mới gặp bất tử dưới không? Không 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 sao thế gì vậy? Dạ dạ. Vui không xe gì cả. Rồi rồi nói đi em nói lại tại đi em dở tay. Tôi lấy thối cơ chi làm bao cho nó đều đi. Rồi cái gì nói nha. Bây giờ là nhiều vỗ trên một phát sao? Làm gì cái này được chứ nó nhiều nha. Đó. Năm bảy. Đó. Cái thuộc lên nè. Nhìn dữ chứ ta. Đây. Sao? Này mới có 52 nè. Chỉ đó tới năm 7 đến 3 hơn rồi. Kéo tới năm 7 rồi, đây. Cái kia vụ lên. Đó. Ủa cái gì vậy? Chứ nó không được. Rồi, thử đi. À, được cái vụ. Phụ không? Phụ chứ. Phụ chứ. Phụ có bò điện nước khác rồi, ở nấu bên kia anh đẹp. Xem sao? Chân dưới này. Chân mình, trên chân. Cái chân ở dưới đất ấy. Thấy không? Được nha. Đó là bên đấy. Thì đúng rồi. Ừ. Bây giờ chim nhỉ thôi. Bên này cũng vậy nè, cái chân nó hay cái chân nó chưa sơn sơn. Bên ngoài thì ok, bên trong nó không có sơn sơn. Thử không? Đây này. Cái nguồn chim nó này đúng không? Đó, bởi cái này thí dụ như 6 quăng đúng không? Mà trong kia 8 quăng này thấy chưa? Có hiểu nói không? Cái dán tao đóng chim dán chặt nhất chưa sắp xong bên kia đâu chim đó. Chim ở trên cái miếng dán gỗ không dạ đúng rồi chim chứ không có chim chân được đâu rồi đó được rồi đó điều gì đó trong ngoài đó bên bên này cũng vậy nè mấy ông ba mày tí anh đừng có bỏ để nó bỏ sờ không để hai người cho nó cái ok phải luôn rồi. Rồi đó lại cái hai bên đều không? Nó hết cục bình rồi đó. Nó 60 rồi. 60 rồi. Ừ. Rồi bây giờ ra ngoài đi. Cái này ra ngoài đi cho đẹp. Cái này ra ngoài đi chứ đừng có để nó trống quá, cái ngồi nó nảy luôn á. Cái tấm này là tụi em vô nhẹ nhàng rồi đó. Hồi nãy đi rảo ma. Dạ, nãy đi cái bộ sập kia vô cái nhà nhỏ quá. Ừ. Được hẹp rồi mình phải chịu thôi. Hơi khó một chút, còn này thoải mái xe vô tới nhà luôn. Nhẹ nhàng 56, ôi vậy. Ok ha, xong đi. Chừng xem có cầu kênh đó. Rồi đừng có quên. Có chim hay hả? Dưỡng sạc tường dưới sao? Sợ nó ra xíu không? Sợ không chạy tường, sợ chạy gỗ. Nó ra là sợ nó cục kênh. Đụng rồi, đụng rồi đấy. Mẻ tường đấy anh. Mẻ tường đấy. Sạc chim lên. Rồi. Mẻ tường rồi, cảnh. Ờ, kìa. Rồi, lát đây xuống đây bỏ cái thùng bia lên luôn. Từ. Đây. Đây, dám xong thì vẫn không bỏ luôn. Đấy. Nó vẫn là cục kênh hả? Bây giờ lấy cái giấy nhé bỏ được. Này. Bỏ đi. Đâu? Xếp vào lại, xếp vào lại. Không xếp thì sẽ không lọt đâu. Xếp thì không lọt đâu. Xếp thì cho nó đẹp. Xếp lại không lọt. Em xé nhỏ lại được không? Dạ.
có mặt thì nhất cái bàn đây. Phải nhấc lên để em ta cảnh giác dữ rồi. À, để em biết đang đó. Lấy thử nhấn gấp, thử muốn gấp. Ok, bắt được bỏ thùng bí. Còn xử lý này nữa nè. Còn cái này đó, cái này tí chống nhẹ cái xong rồi. Thôi, để cho bánh cho đi, cho bỏ thùng bí luôn. Dạ. Dạ. Đi cái xong rồi bỏ thùng bí luôn. Cho nó ngọt. Dạ. Nha. Rồi, em cảm ơn chị nhé. Xong đi rồi bỏ thùng bí gì cho nó ngọt rồi, xử lý luôn.